Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì diễn ra trong buổi sáng mờ sương, hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện, vụ án sau đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả sự tiếc nuối và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như là một lời cảnh báo về cái giá phải trả cho tội ác. Và bây giờ xin mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Nõn nà, trắng bóc là cảm nhận về bề ngoài của người đối diện trước cô gái đất mỏ Nguyễn Thị Phương Nga. Tuy đã đứng tuổi, sinh năm 1976, nhưng nữ tử tù tại trại giam công an tỉnh Sơn La vẫn toát lên vẻ xinh đẹp. Nga là con gái lớn trong gia đình, mẹ cô mất sớm, bố cô ở vậy nuôi ba đứa con với đồng lương thương binh khiêm tốn. Ngay từ nhỏ, Nga đã ý thức được trách nhiệm nặng nề của mình, nhất là mỗi khi trái gió trở trời, vết thương của bố tái phát. Dù đã đến tuổi trưởng thành, nhưng cô gái xinh đẹp vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Không phải Nga chưa nhận được lời tán tỉnh của các chàng trai, mà bởi vì trong cô chỉ có một khát khao, ấy là tìm được việc làm đỡ đần cha, hoàn thành việc nuôi các em ăn học trước khi nghĩ tới chuyện cho riêng mình. Chính vì suy nghĩ thế mà năm 2006, sau một năm ở Hạ Long tìm việc làm nhưng thu nhập không được nhiều, nhân dịp em trai thi đỗ đại học ở Hà Nội, Nga cũng theo em ra, nhận làm đại lý cho hãng sữa tươi Ba Vì tại đó. Gian hàng của cô tuy nhỏ nhưng gọn gẽ trong một con ngõ nhỏ của quận Thanh Xuân, nơi cô vừa để trưng bày sản phẩm, vừa là sinh sống. Nga không biết rằng có một thanh niên nhà gần đó, ngay từ giây phút đầu tiên đã bị sức sống tươi trẻ của cô hút hồn. Người thanh niên ấy là Ngô Minh Tâm, một kẻ nghiện ma túy, nhưng vì kinh tế khá giả nên có bề ngoài béo đẹp chứ không teo tóp, cáu bẩn như những con nghiện khác. Mê mẩn trước vẻ đẹp chân chất của cô gái bán sữa, tối nào Tâm cũng đến cửa hàng của cô, lấy cớ mua vài chai sữa, cái bánh ngọt để có cớ trò chuyện với chủ quán. Ban đầu, Nga khá dè dặt khi tiếp chuyện Tâm, nhưng rồi những câu chuyện không đầu không cuối giữa hai người trẻ tuổi đã khiến họ trở nên thân mật. Nhiều lần, Tâm ngỏ lời yêu nhưng chưa được Nga đồng ý vì lý do cần phải kiếm tiền để nuôi em. Song Tâm vẫn không bỏ cuộc. Để rồi hơn một năm sau, cô mới nhận lời khi biết Tâm là thợ sửa chữa ô tô, thu nhập ổn định. 20 tuổi mới biết đến thế nào là rung động đầu đời. Nga ngây ngất trong tình yêu. Khi nghe được lời hứa của Tâm rằng sẽ giúp cô hỗ trợ bố nuôi em, cô càng cảm thấy phục người yêu hơn. Nghe lời Tâm, Nga thôi bán hàng, chuyển về ngôi nhà bố mẹ Tâm xây cho con trai ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, quán xuyến việc nội trợ, còn Tâm đi làm. Thi thoảng, Tâm lại lấy ô tô của gia đình, nói là đưa người yêu đi đổi gió để đưa cô lên các vùng cao của tỉnh Sơn La. Trong lúc Nga mơ mộng thả hồn với mây trắng, núi non, mải mê chụp cảnh đẹp, thì Tâm đi tìm hàng trắng để hút và mang về Hà Nội bán. Tuy nhiên, dù Tâm có kín đáo đến đâu, thì cuối cùng Nga cũng biết anh ta nghiện và việc mà anh ta đang làm. Bàng hoàng, hụt hẫng, Nga rơi vào trạng thái không biết bấu víu vào đâu, bởi cô chót ăn ở với người yêu và chuyện làm đám cưới cũng đã được hai bên gia đình bàn tới. Không dám tâm sự với bố, vì sợ làm bố lo lắng, Nga chỉ biết khóc phụng. Tuy nhiên, cô vẫn không nguôi hy vọng sẽ dùng tình yêu cảm hóa Tâm, nên nhiều lần Nga tỉ tê khuyên Tâm đi cai nghiện. Thế nhưng chính cô lại là người bị Tâm thuyết phục lại rằng chỉ làm vài chuyến nữa thôi, sau khi kết hôn, Tâm sẽ cai nghiện và giải nghệ. Tin vào người yêu, Nga chỉ đủ tỉnh táo để nghĩ rằng nếu mình không một lần xách túi ma túy, chưa bao giờ cầm tiền đưa cho bạn hàng và cũng chẳng khi nào sử dụng số tiền ấy thì sẽ không phạm tội. Mặc dù thế, nhưng mỗi khi Tâm mang hàng đi Lạng Sơn, mình Nga trong căn phòng trống vắng, cô lại thấy thương Tâm vô hạn vì nghĩ rằng việc anh ta xông vào chốn nguy hiểm là vì hạnh phúc sau này của hai người. Cô đã mừng đến chảy nước mắt khi người yêu thông báo sẽ đi chuyến hàng cuối cùng rồi hoàn lương. Nhưng điều đó đã mãi mãi không thực hiện được
vì Tâm bị công an Trung Quốc bắt giữ cùng túi ma túy. Không thấy người yêu trở về như đã hẹn. Nga biết điều xấu nhất đã xảy ra. Song điều khiến cô sợ hãi nhất là không biết phải xoay sở làm sao với gói hàng gồm 4 bánh ma túy mà Tâm cất trong nhà, bảo để trả lại vì chất lượng xấu. Nga nghĩ ngay đến cách đẩy gói hàng trên cho những người bạn làm ăn của Tâm. Nhưng vì chưa lần nào cô có ý định mua bán ma túy nên không có số điện thoại của những người tiêu thụ. Lục tìm trong đống giấy tờ của Tâm, Nga tìm được số điện thoại của một phụ nữ tên Trần Lan Hương, nhà ở Bãi Phúc Xá. Nga biết Hương bởi một vài lần cùng Tâm lên Sơn La. Cô gặp Hương ở chỗ mua hàng nhưng chẳng mấy khi trò chuyện. Khi nghe cô gọi điện thoại bảo muốn bán 4 bánh ma túy, Hương đã đồng ý mua lại. Nga đâu biết rằng, tuy là đồng bọn của nhau, nhưng khi nghe tin Tâm bị bắt, Hương đã lập kế hoạch cướp lại gói hàng từ tay Nga. Theo kế hoạch, Hương bảo hai tên đồng bọn chờ sẵn ở điểm mà cô ta hẹn giao nhận hàng với Nga. Để khi Nga cầm túi ma túy tới, Hương nháy vào máy điện thoại của Nga. Và trong lúc Nga cúi xuống lấy điện thoại, thì đồng bọn của Hương lao ra cướp hàng. Người yêu bị bắt, hàng bị cướp. Nga không được yên thân khi đồng bọn của Tâm ở Sơn La liên tục gọi điện xuống, thúc cô trả nợ thay với những lời lẽ hăm dọa. Sợ hãi, Nga đã làm theo sự chỉ dẫn của chúng là lên Sơn La lấy ma túy, đưa ra cửa khẩu cho đối tác. Lần đầu tiên chót lọt nhưng nợ vẫn chưa hết. Lần thứ hai, Nga lại nhắm mắt làm liều. Trong thâm tâm của cô lúc đó, chỉ mong sao xóa được hết nợ cho người yêu, để Tâm có thoát nạn trở về cũng không bị chúng hỏi tội. Cô không ngờ, đó cũng là chuyến đi định mệnh của đời mình. Ngày 28 tháng 8 năm 2008, khi Nga được tên đồng bọn là Nguyễn Tiến Dũng, hộ tống mang 3 bánh ma túy về đến Chương Mỹ, Hà Nội thì bị bắt quả tang. Với hành vi mua bán 10 bánh ma túy, trong đó 4 bánh bị cướp, 3 bánh bị bắt quả tang. Chưa kể 14 lần đi với người yêu, Nga bị Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La kết án tử hình. Chới với khi nghe tòa tuyên án, Nga rơi vào hoảng loạn vì không nghĩ rằng kết cục đời mình lại tàn khốc như vậy. Trong lá đơn gửi Chủ tịch nước xin tha tội chết, Nga đã bộc bạch rất thật nỗi lòng mình. Cô cho rằng vì đã quá mù quáng, tin tuyệt đối vào người yêu và đã sống hết mình với mối tình đó nên cô đã lầm lạc. Trong thư của cô có đoạn: "Khát khao cuộc sống của tôi chưa bao giờ mạnh mẽ như bây giờ. Trước kia tôi lầm tưởng rằng chỉ có tình yêu đôi lứa mới xứng đáng để mình hy sinh tất cả. Vì lẽ đó mà tôi đã sa chân vào con đường ma túy lúc nào không hay. Tôi lầm tưởng rằng chồng chưa cưới của tôi buôn bán ma túy cho người Trung Quốc để kiếm tiền xây đắp hạnh phúc cho tình yêu của chúng tôi thì không hại gì đến người dân Việt Nam. Mù quáng và suy nghĩ lệch lạc đã khiến một cô gái xinh đẹp như Nga lạc lối. Những ngày tạm giam tại Sơn La, chờ bị đưa ra xét xử, Nga vẫn tin rằng cô không đến nỗi bị khép tội chết vì không hại gì đến người dân Việt Nam, mà việc cô vào tù chỉ làm hoen ố danh dự gia đình, làm bố và hai em xấu hổ. Chính vì thế mà khi tòa tuyên án mức phạt cao nhất, Nga đã ngất lịm trước vành móng ngựa vì bất ngờ và hoảng sợ. Những ngày sau đó, cô gần như hoàn toàn không ý thức được hiện tại, không phân biệt được khi nào là ngày, là đêm. Chẳng biết vì quá sợ hãi hay vì tâm can có nhiều điều giằng xé, mà từ khi vào phòng giam đặc biệt, Nga tàn tạ tới thảm hại. Những lúc tỉnh táo, Nga vật vã khóc lóc, thương bố và hai em rồi im lìm như cái bóng. Ai hỏi gì cũng ngơ ngác, sợ sệt. Những lời động viên của bạn tù, lời an ủi của quản giáo chỉ làm Nga bớt dần sự hoảng loạn, chứ không thể giúp cô trở lại bình thường. Dù đau đớn vì đứa con gái lớn vướng vòng lao lý, xấu hổ với họ hàng, nhưng người cha thương binh từng làm rạng danh tổ tông với 2 tấm huy chương kháng chiến đã không bỏ rơi Nga. Từ Quảng Ninh, ông chống gậy lên Sơn La thăm con, kéo con về với hiện thực bằng những lời động viên kèm theo 4 quyển kinh nhà Phật. Nhìn thấy cha, Nga ôm mặt khóc vì tủi thân và ân hận. Cô ôm tập kinh cha đưa một cách vô thức về phòng giam như chưa hiểu hết ẩn ý sâu xa của cha mình. Mỗi khi để giết thời gian, để không phải nghĩ ngợi, Nga lại giở quyển kinh ra đọc, để rồi càng đọc càng thấy cuốn hút, càng thấy tâm hồn đỡ bị xáo trộn. Theo lời tâm sự của cô,
thì giờ cô đã thuộc lòng số quyển kinh mà cha gửi cho. Hôm nào cũng thế, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, Nga lại mang kinh ra, lầm rầm đọc. Đến khi tiếng chim lảnh lót đầu nhà báo hiệu ban mai tới, thì cũng là lúc cô đọc tới trang cuối. Hơn một năm như thế đã trôi qua, Nga không còn muốn tuyệt thực để chết, cũng không còn rơi vào trạng thái hoảng sợ khi thấy quản giáo xuất hiện như trước nữa, mà đã tĩnh tâm hơn. Cô đã biết chấp nhận số phận, song vẫn khao khát được tiếp tục sống để trở thành người lương thiện. Trong cuộc trò chuyện dịp cuối năm, Nga thổ lộ rằng vẫn còn rất yêu người đàn ông mà vì anh ta cô phải mang án tử. Nhưng nếu được tha tội chết, cô sẽ cải tạo thật tốt để còn có cơ hội tìm gặp người yêu. Cô không tin tưởng rằng sẽ được tha chết, nhưng trong tiềm thức cô luôn hy vọng rằng khát vọng sống của cô sẽ làm nên điều kỳ diệu. Nga bảo nếu có phải chết thì đó cũng là một số phận, là ngày tận thế của cô và cô sẽ chấp nhận. Nước mắt ướt nhòe bên gò má mịn màng, trắng hồng. Nga chỉ mong sao bát canh khoai sọ mà bố cô hứa sẽ mang vào cho cô sau lần đầu tiên lên thăm đừng đến với cô quá trễ. Vụ án kinh hoàng xảy ra vào tối ngày 11 tháng 9, nhưng đến sáng ngày 12, người dân mới phát hiện ra khi đến nhà bà Huấn mua thuốc trừ sâu. Bà Huấn là người phụ nữ mẫu mực ở địa phương, luôn sống chan hòa với bà con xóm giềng và rất trách nhiệm với công việc nên ai cũng yêu mến. Khi phát hiện bà Huấn đã chết trong nhà, người dân quanh vùng vội báo cáo với cơ quan công an. Duệ Đông là địa phương khá yên bình ở thị trấn Lim. Nhân dân ở đây chỉ thuần túy làm nông nghiệp nên khi xảy ra vụ án, dư luận khá hoang mang. Chính vì vậy, Đại tá Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc, trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm điều tra. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng đã xác định nạn nhân bị tử vong bởi rất nhiều vết thương do vật tay tác động. Trong nhà có dấu hiệu lục lọi, chứng tỏ nạn nhân bị giết, cướp tài sản. Xác định đây là vụ án khó, bởi bà Huấn không có chồng con, sống độc thân nên hầu như không ai biết được quy luật sinh hoạt, ăn ở và tiền bạc của nạn nhân. Mọi người xung quanh chỉ biết rằng bà sống kín đáo, đang chuẩn bị làm nhà nên có tiền. Công an tỉnh Bắc Ninh đã thành lập ban chuyên án do Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc làm trưởng ban. Thượng tá Nguyễn Công Khôi, trưởng phòng cảnh sát hình sự làm phó trưởng ban, huy động các trinh sát, điều tra viên giỏi của phòng cảnh sát hình sự và công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp vụ trực tiếp điều tra. Nhận định đối tượng có thể là người quen, lợi dụng bà Huấn ở một mình nên vào trộm cắp nhưng bị phát hiện đã ra tay. Từ công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng cũng xác định đối tượng sát hại bà Huấn có thể là nữ giới. Liên tục trong nhiều ngày đêm, các trinh sát điều tra viên bám trụ địa bàn, tìm những chứng cứ, thu thập mọi thông tin dù là nhỏ nhất. Tia sáng lóe lên khi các trinh sát điều tra viên phát hiện một phụ nữ sống cạnh nhà bà Huấn có nhiều điểm nghi vấn, đó là Nguyễn Thị Thảo. Thảo đang ly thân với chồng, sống với mẹ già và nuôi hai con nhỏ. Đặc biệt đứa con đầu của Thảo mới sinh năm 2001 nhưng đã nghỉ học lại nghiện game. Dù là phụ nữ nhưng Thảo có máu cờ bạc. Cô ta tham gia hầu hết các môn đánh bạc từ lô đề đến phỏm, ba cây v.v. Thảo làm ruộng, hết mùa thì đi phụ hồ. Sau khi bà Huấn chết, cô ta cũng sang viếng tang. Nắm tình hình sâu về Thảo, ban chuyên án phát hiện có nhiều biểu hiện bất minh bởi dù sống bên cạnh nhà nạn nhân, nhưng vào buổi sáng sớm ngày 12 tháng 9, khi mọi người phát hiện bà Huấn đã chết, cô ta không sang mà vẫn đi làm bình thường. Đến tối mới cùng mọi người đến viếng tang. Đặc biệt, dù là người phụ nữ chân yếu tay mềm, lại gây con bé nhỏ, nhưng Thảo là người khá hung hãn, từng nhiều lần đánh chồng khiến anh này không chịu được mà bỏ về quê ở Lạng Sơn. Sau khi xác định Thảo có nhiều biểu hiện liên quan đến vụ án, sáng ngày 21 tháng 9, ban chuyên án đã triệu tập đối tượng này đến làm việc. Sáng ngày 21 tháng 9, Nguyễn Thị Thảo bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh triệu tập đến công an huyện Tiên Du làm việc. Dù chưa tiền án tiền sự, là người nông thôn, chưa va chạm với pháp luật bao giờ, nhưng Nguyễn Thị Thảo khá bình tĩnh, lạnh lùng. Cô ta rành rẽ trả lời câu hỏi của các điều tra viên, trình bày mạch lạc thời gian địa điểm mình đang ở lúc xảy ra vụ án. Biết trước điều này nên các điều tra viên đã chuẩn bị sẵn tài liệu chứng cứ để đấu tranh. Tuy nhiên, Thảo kiên quyết không nhận, cô ta còn khai rằng lúc đi tập thể dục thấy có một người thanh niên ở trong nhà bà Huấn và tỏ ý nghi ngờ người này gây ra vụ án trên.
quyết tâm đấu tranh bằng được với đối tượng, Thượng tá Nguyễn Công Khôi và đồng đội vừa thuyết phục, phân tích, vận động, vừa đưa ra các chứng cứ, đồng thời tác động mạnh đến tâm lý của Thảo. Đến tận 19 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, khi không còn loanh quanh được nữa, Nguyễn Thị Thảo đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời của cô ta thì do sống ở cạnh nhà nên Thảo biết bà Huấn có tiền, thường giấu trong gối. Trong khi đó, Thảo đang túng quẫn vì nợ tiền cờ bạc nên đã tìm cách sát hại nạn nhân để cướp. Để che giấu tội lỗi, buổi chiều cùng ngày, Thảo đã sang nhà bà Huấn xin xác nhận hộ nghèo để đưa con gái nộp cho nhà trường. Đây cũng là cái cớ để Thảo cho rằng sau khi xin xác nhận thì không qua lại nhà bà Huấn nữa. Đến khoảng 21 giờ tối, Thảo đem theo chày giã cua bằng kim loại sang nhà nạn nhân. Tuy nhiên do phát hiện trong nhà có khách nên Thảo đi lòng vòng phía ngoài, giả làm người tập thể dục. Đến 22 giờ, khi người khách trên ra về, cô ta mới gọi cửa giả vờ mua thuốc trừ sâu. Tường thật, bà Huấn mở cửa cho Thảo vào nhà. Bất ngờ từ phía sau, cô ta dùng chày đập vào gáy khiến nạn nhân gục xuống. Lập tức, Thảo tắt điện rồi dùng chày sát hại nạn nhân cho đến chết, sau đó mở gối lấy tiền, điện thoại của nạn nhân rồi về nhà. Do sợ bị để lại vân tay, Thảo cầm luôn chiếc chốt cửa của nạn nhân. Trên đường về, Thảo ném điện thoại, chiếc chày giã cua và chốt cửa xuống ao rồi về nhà. Mặc dù đang rất cần tiền để trả nợ và chi tiêu, nhưng sợ bị lộ, đối tượng này hầu như không sờ đến tiền của nạn nhân, chỉ mua vài thứ lặt vặt cho sinh hoạt hàng ngày. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 27 triệu đồng là tang vật của vụ án. Liên quan đến vụ án, ngày 26 tháng 1 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Thảo, 43 tuổi, trú tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về hành vi giết người cướp tài sản. Tiết trời lạnh, cơn mưa phùn ảm đạm buổi sớm không ngăn được dòng người ùn ùn kéo về Hội trường Ủy ban Nhân dân thị trấn Lim theo dõi phiên xử. Cụ Nguyễn Thị Thi, 73 tuổi, người quen biết với bà Huấn cho biết nạn nhân là người hiền lành, sống chưa bao giờ làm mất lòng người thân hàng xóm. Cụ nói, chị ấy sống một mình, lại có của để trong nhà, nên người ta lợi dụng sát hại rồi cướp. Còn ông Vũ Đức Nhâm, 56 tuổi, nhà ở sát hội trường thị trấn Lim thì hay tin, tòa mở phiên xử lưu động, ông đóng cửa hàng tạp hóa cùng vợ đến xem. Ông chia sẻ, vụ việc gây rúng động cả thị trấn, tôi bất ngờ khi người gây án là một phụ nữ, lại là hàng xóm thân quen với nạn nhân. 7 giờ 30 phút, bên trong khán phòng diễn ra phiên xử rộng khoảng 400m2 đã chật kín người ngồi. Bên ngoài, lực lượng an ninh tăng cường chốt tại các cửa, ngăn không cho những người kích động đi vào gây mất trật tự. Một vài người đến sau không được vào phòng xử, phải che ô đứng dưới mưa ngoài sân theo dõi. Lúc 8 giờ 30, khi nghe vị đại diện viện kiểm sát đọc cáo trạng, nhiều người có mặt trong phòng xử đã thốt lên trước hành vi mất nhân tính của người phụ nữ. Chỉ vì ham mê cờ bạc túng quẫn mà gây tội ác. Đứng trước vành móng ngựa, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Nguyễn Thị Thảo. Hơn 4 tiếng diễn ra phiên xử, nữ bị cáo không dám một lần quay lại nhìn về phía sau hội trường, đang có hàng trăm người ngồi theo dõi. Khi được chủ tọa cho phép quay sang phía người thân bị hại nói lời xin lỗi, Thảo nói, tôi xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi mong mọi người phía gia đình chị hãy bỏ qua lỗi lầm, cho tôi được làm lại cuộc đời. Suốt phiên xử, Thảo tỏ ra bình tĩnh và trả lời rõ các câu hỏi của thẩm phán và luật sư. Nữ nghi phạm chỉ bật khóc khi nghe vị đại diện viện kiểm sát luận tội và đề nghị khung hình phạt tử hình. Trong phần thời gian được tòa cho phép nói lời sau cùng, trước khi tuyên án, Nguyễn Thị Thảo nói rằng rất ân hận trước những lỗi lầm do mình gây ra, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Thảo nói, bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tội cho bị cáo, có cơ hội được làm người, được trở về chăm lo cho người thân. Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, lại neo người, phải nuôi mẹ già và hai con nhỏ. Chị Nguyễn Thị Huyền, cháu ruột nạn nhân nói, từ khi xảy ra vụ việc, cuộc sống của người thân họ hàng bị đảo lộn. Ông nội chị là bố ruột của nạn nhân Huấn, vì suy nghĩ nhiều nên thường xuyên đau ốm. Thỉnh thoảng những người con gái tội nghiệp sống đơn thân không chồng không con cái, bị người ta nhẫn tâm giết hại, ông lại ngồi khóc rưng rức. Đã có lần người thân nghi phạm sang thăm nhà gửi lời xin lỗi, muốn bồi thường chút ít về tinh thần nhưng mọi người trong họ không chấp nhận. Huyền nói, việc bồi thường không còn ý nghĩa, chỉ cần pháp luật xử nghiêm để bác tôi được yên nghỉ. Tại phiên xét xử sơ thẩm vào sáng ngày 26 tháng 1, Nguyễn Thị Thảo bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên tử hình về tội giết người, 5 năm tù về hành vi cướp tài sản. Tổng hình phạt chung bị cáo phải lĩnh án là tử hình. Bị cáo buộc phải bồi thường cho phía gia đình bị hại gần 180 triệu đồng. Sau nhiều năm nằm trong phòng biệt giam, Thảo cũng bị đưa đi tử hình. Khuôn mặt xương xương và vẻ lạnh lùng, nữ tử tù thản nhiên đón nhận cái chết sau tội ác mà mình đã gây ra.
Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào thì các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.